Thưa quý vị và bà con, được bình chọn là thương hiệu vàng năm 2019, sầu riêng trở thành cây trồng chủ lực giúp nhiều nhà nông ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa thoát nghèo. Để giữ vững được thị trường tiêu thụ quốc tế, nhà nông đang chuyển dần sang lối canh tác an toàn, đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ nước nhập khẩu. Quy trình canh tác cho vụ mùa mới bắt đầu ngay sau khi kết thúc vụ thu hoạch sầu riêng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau khi kết thúc mùa thu hoạch sầu riêng là thời điểm bắt đầu mùa mưa ở Khánh Sơn, nên cây dễ bị nhiễm bệnh nấm rầy. Vì vậy, quy trình xử lý bệnh cho cây được kiểm soát chặt chẽ, nhất là ở những vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu như doanh nghiệp này. Đi theo cái của Việt Ráp, đi xuất khẩu, tuân thủ danh mục thuốc để cho cây nó sạch và nó tốt hơn. Và mình cũng không vi phạm gì trong cái danh mục thuốc. Không chỉ tuân thủ phun thuốc xử lý dịch bệnh cho sầu riêng, mà phân bón cũng bắt buộc phải an toàn, nằm trong danh mục cho phép nhằm tránh tồn dư. Làm sạch từ cái vấn đề mà nuôi cây bằng cái phân thuốc là sinh học cho đến khi thu hoạch. Chứ mà nó sơ xuất cái gì là cái đầu ra là người tiêu thụ người ta không chuộng thì tức là nông dân mình không bán được. Đó là một cái thất thoát kinh tế. Vùng sầu riêng Khánh Sơn đã được cấp 15 mã vùng trồng xuất khẩu với diện tích trên 430 hectare. Bắt buộc nhà nông càng không được lơ là trong suốt quá trình canh tác, dù là chỉ mới bắt đầu vụ mùa mới. Tăng cường công tác là quản lý mã vùng trồng, trong đó thì bảo đảm là phải an toàn vệ sinh thực phẩm, tức là theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp đủ điều kiện để xuất khẩu. Còn trường hợp cá thể nào vi phạm thì sẽ bị thu hồi mã vùng trồng. Toàn huyện Khánh Sơn có 2.600 hectare sầu riêng, trong đó 348 hectare được canh tác theo chuẩn Việt Gáp. Năm nay, sầu riêng Khánh Sơn cho sản lượng khoảng 17.000 tấn, tăng 2.000 tấn so với năm 2023, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng.